Camera. Em tập gì đây? Yoga hả? Ngồi thiền, ngồi thiền, ngồi thiền, ngồi thiền. Đồng quá nhỉ. Qua Úc mười mấy, mười hai ba năm rồi mà chưa bao giờ đi coi cái bông hoa ở camera. Cảm ơn em đi. Hôm nay mới đi. À, cảm ơn nhiều nha. Anh đi sợ quẹo nhiều người hết xuống. Đi xuống nó coi không? Đi xuống dưới coi hả? Này đông quá đông. Này long cái kia này đi đâu nữa. Hello. Ủa này hoa thiệt không? Đẹp lắm này, nó bước. Thiệt luôn đó nha.
xếp hàng mua ly mà thấy xếp hàng dài quá thôi. Có chưa khác không? Kem với gọi chay là hết. Quá đẹp luôn. Nè ơi, nè. Nè ơi. Quá đẹp không con? Nhiều hoa không? Cho vô mà cho biết bao nhiêu người vô nó nét hết thoa người ta. Em ăn kem được không? Hoa thiệt đó nha, đúng hoa dẻ ha. Hoa tím là hoa gì? Nhỏ nhỏ nhưng mà nó không có cực như vậy. Có xe trên tới. Xe trên tới chở đi đi tham quan một vòng. Có trả tiền không? Có chứ. 5 đồng vé kìa. 5 đồng. Mấy hỏi họ mấy kia đi không? Rồi hai chúng đi không đi. Đứng xe bàn lên. Rồi gọi đi. Bây giờ em muốn đi đi lên nhầm chơi. Anh ấy sẽ trên ngầu không? Chút xíu nữa mình sẽ mua cho mọi người cái gì hết lên. Dạ, xếp hàng đây. Nhưng mà có đâu cho xe lên đúng không? Không, không. Mấy người đi đi. Ra lên dưới xe này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ai ơi. Đây là vị trí của vườn hoa nhá. Hoa này thì thấy vườn hoa không? Hoa đó. Đi thôi. Đó. Vị ai vị? Đến đi ơi. Các vị. Ở đi dòng nữa hả? Thôi tưởng nó tới rồi. 5 đồng đi cũng nhiều nhỉ? Tưởng nó tới chưa tới nữa. Hai mẹ ăn hai con đứng nhìn. Em bên này nó đâu gì kìa? Rồi tới rồi, tới rồi, giờ quỳ lên trên trên thôi. 5 đồng, 5 đồng, 5 đồng, 5 đồng. Đứng đây nha, em đây nha. Đi đi. Chờ đi. Em đây nha, đứng đây em. Không buồn nha. Lisa. Quay bên nè, Lisa. Nhìn chú Ti nè. Đây nè, sau nè con, đằng sau. Hello. Anh đi đây. The bus on the wheel. The bus on the wheel. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Bớt lá ở trên này không ta? Ủa.
đi xa. Xe bớt có đồ trà sữa không? Không cần lắm. Xe mới lên. Đi qua phải á. Abby ơi. Abby ơi. Tối mọi người đây hả? Tối bán vé đúng không? Đẹp nha. Trong này đẹp hơn ở ngoài á. Ở ngoài có vẻ tàn hơn trong này đó. Nó trồng gần 2 tulip luôn. Nhưng nó kêu mình nhìn là trên giờ nhìn xuống là nó có chữ á. Ở ngoài đây đẹp nè cháu, chụp hình cho đẹp. Ủa gì nữa vậy? Đợi tiếp hả? À, không nón toa. Annie ơi. Cười con, cười cho ba con. Hello Lisa. Hello Kitty. Nói. Đi dọc lên hả? Ủa gì dọc về hả? Chứ đâu có hoa nữa kìa. Tại luôn á. Chị nói hả? Bà kia còn đợi thêm chạm nữa mới tới bạn. Lâu. Chưa tới lượt bà. Bà còn lâu rồi đó bà, vỗ tay. Too quick. A little bit the other street on the paper waiting. Yeah. Thank you.
Hai đứa lại đây. Thôi bà đi ra. Thôi vô đây đi. Mẹ mẹ chụp cho. Sa. Để cái cô này cô chụp đã rồi cho lên ghế ngồi chụp. Đi sẵn ở đây nè. Ghế mà đi mẹ chụp cho. Bảy nhóc anh. Em đi. Đi ra ngồi lên xe đi con. Rồi đi lên ghế ngồi. Đi đi lên ghế ngồi với em này đi con. À, đứng gần nhau nha người nha. Em này. Ngồi đi con. Đau hả? Sorry con nha. Đi ngồi lên con, ngồi xét cho Lisa con, ngồi xét vô. Trời ơi, xét như vậy trời. Lisa làm gì giờ nhiều.